Sáng nay, 21 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho người có công với cách mạng tiêu biểu, mừng thọ người cao tuổi và thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại quyền Tân Trụ và quyền Thủ Thừa. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Văn Để là thương binh 2 trên 4 ở xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ. Bà Gió Thị Lựa là vợ liệt sĩ ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Tại nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh đóng góp của những gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời chúc các gia đình đón năm mới an lành hạnh phúc. Đoàn cũng đã đến thăm chúc thọ và trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Văn Dương, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ và cụ Võ Thị Năm, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa đồng thời chúc các cụ sống vui, sống khỏe là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thịnh năm 2024, lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác trao tặng 110 phần quà tại huyện Tân Trụ và 120 phần quà tại huyện Thủ Thừa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi dọc hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng đồng thời dặn dò các em cố gắng chăm ngoan học giỏi xứng đáng cháu ngoan bác hồ và đề nghị phía chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để tất cả các em đều được đến trường